Xin chào các bạn, nếu các bạn là một người có hứng thú với tựa game bài Yu-Gi-Oh mà chưa biết cách chơi như thế nào thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta bắt đầu với bộ môn này một cách sơ đẳng nhất, cơ bản nhất có thể. Để chơi Yu-Gi-Oh thì thực ra nó sẽ có rất nhiều cách chơi, bao gồm Rush Duel, Speed Duel, Master Duel rồi cả H5. Nhưng với video này thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi Yu-Gi-Oh cơ bản nhất mà bất kỳ ai nhập môn cũng phải rõ, đó chính là cách chơi Master Duel, vì đây là thể thức thi đấu được áp dụng trong các giải đấu chính thức của nhà phát hành game Konami. Và không chần chừ gì nữa, chúng ta cùng bắt đầu vào video nhé. Master Duel của Yu-Gi-Oh, cả hai người chơi sẽ có 8.000 điểm Life Point hay gọi tắt là LP, và một bộ bài tiêu chuẩn của chúng ta sẽ có từ 40 đến 60 lá. Và giống như bao trò chơi khác, để giành được chiến thắng thì bạn phải làm giảm Life Point của đối phương về 0, hoặc là đối phương không còn lá bài nào khác có thể rút lên từ trong bộ bài. Khi chơi với nhau, chúng ta sẽ sử dụng một chiếc playmat đặt lên sân để làm sân đấu. Trên sân đấu chúng ta có 6 khu vực. Khu vực đầu tiên là để đặt bài quái thú. Khu vực bên dưới đó là khu vực để đặt các lá bài phép và bẫy. Bên cạnh chúng ta có khu vực để đặt bộ bài chính. Phía trên đó là nơi chúng ta đặt mộ. Trong này sẽ chứa những lá bài bị loại khỏi trò chơi do hiệu ứng của các lá bài khác, hoặc do chiến đấu, hoặc chỉ đơn giản là bạn đã sử dụng xong chúng như những bài phép và bẫy. Phía bên trên là nơi chúng ta đặt các lá bài bị trục xuất khỏi trò chơi. Đây là những lá bài bị loại bỏ hoàn toàn và rất khó để lấy lại. Phía bên trái chúng ta có bộ bài phụ, nơi đặt các lá bài quái vật chủ lực ở trong deck. Bên trên chúng ta có Field Spell, đây là những lá bài có khả năng thay đổi môi trường của trận đấu để giúp cho quái vật của chúng ta mạnh hơn quái vật của đối thủ. Tới đây thì để giúp các bạn dễ hình dung hơn về cách một trận đấu diễn ra thì mình sẽ vừa chơi vừa giới thiệu cho các bạn luôn nhé. Khi trận đấu bắt đầu, cả hai người chơi sẽ cháo bài rồi cắt bài cho nhau. Sau đó họ sẽ đổ xúc xắc để xem ai là người có quyền quyết định người đi trước. Mình đổ được to hơn nên mình quyết định là mình sẽ là người đi trước. Sau đó cả hai người chơi sẽ rút 5 lá bài từ bộ bài chính. Lượt chơi của người đi trước có hai giai đoạn chính. Giai đoạn 1 chúng ta gọi là main phase, hay có thể dịch ra là giai đoạn sắp đặt. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn kết thúc lượt chơi. Trong giai đoạn sắp đặt, chúng ta sẽ thực hiện các bước triệu hồi quái vật cũng như sử dụng bài phép hoặc đặt các lá bài bẫy để gây khó dễ cho đối thủ trong lượt của họ. Để triệu hồi quái vật, các bạn sẽ đặt chúng từ trên tay xuống sân như thế này, hoặc các bạn cũng có thể đặt chúng trong tư thế úp ngang xuống sân để phòng thủ. Lưu ý rằng cả hai hành động này đều được tính là triệu hồi thông thường và chúng ta chỉ có thể thực hiện một lần triệu hồi như vậy mỗi lượt, nên hãy cẩn thận với lựa chọn của mình đấy. Hiện tại thì trên tay mình đang có một lá Dark Magician với cấp sao là 7 và một lá Grifor với cấp sao là 4. Khi muốn triệu hồi quái vật thì chúng ta phải chú ý đến cấp độ sao của chúng. Với những lá bài từ 4 sao trở xuống thì chúng ta có thể triệu hồi mà không mất gì. Nhưng với những lá bài từ 5 sao trở lên thì chúng ta cần một lượng quái vật đã có sẵn ở trên sân để làm nguyên liệu huyền tế cho chúng. Vì thế nên dù mình đang cầm hai lá bài quái nhưng mình chỉ có thể triệu hồi lá Grifor thôi. Kèm theo đó thì ở lượt đầu tiên chúng ta sẽ không thể tấn công nên mình quyết định là sẽ úp lá bài để xuống ở tư thế phòng thủ. Vậy giờ trên tay mình sẽ còn lại một lá bài quái vật không thể triệu hồi trong lượt này, với hai lá bài phép và một lá bài bẫy. Bây giờ thì đến lượt đối thủ của mình. Không giống như người đi trước thì lượt chơi của người đi sau sẽ có đầy đủ 6 giai đoạn. Đầu tiên chúng ta bắt đầu ở draw phase, giai đoạn rút bài. Đây là khi đối thủ của chúng ta rút một lá bài từ bộ bài chính. Tiếp đến là standby phase, hay còn gọi là giai đoạn chuẩn bị. Đây là khi chúng ta bắt đầu có thể kích hoạt hiệu ứng của các lá bài phép và bẫy đã úp. Nhưng hiện tại thì mình không có đủ lá bài nào có đủ điều kiện để được kích hoạt cả. Và có vẻ là đối thủ của chúng ta cũng vậy. Giờ thì họ đã bắt đầu vào main phase 1. Ok, vậy là đối thủ của chúng ta vừa triệu hồi một quái thú tên là Battle Ox. Họ quyết định vào Battle Phase, giai đoạn chiến đấu luôn. Battle Ox tấn công vào quái thú của chúng ta đang để ở tư thế thủ. Lúc này thì mình kích hoạt lá bài Mirror Fox. Lá bài này có hiệu ứng là khi một quái thú của đối phương tuyên bố tấn công thì mình sẽ được quyền tiêu diệt toàn bộ quái của đối phương đang ở trong tư thế công. Để chống lại điều này thì họ quyết định kích hoạt lá bài phép nhanh Forbidden Lance, chèn vào trước lá bài Mirror Force của mình. Lá bài đó cho phép họ chọn một quái, giảm sức tấn công của chúng đi 800 trong lượt này, nhưng bù lại chúng sẽ được miễn nhiễm với hiệu ứng của bài phép và bẫy. Trong Yu-Gi-Oh thì khi bạn kích hoạt hiệu ứng của các lá bài vào cùng một thời điểm như vậy sẽ tạo ra một chain. Hiểu đơn giản thì nó là một chuỗi sự kiện và lá bài nào được kích hoạt sau sẽ được áp dụng hiệu ứng trước, và chỉ có các lá bài có tính chất nhanh thì mới có thể chèn vào lá bài trước và tạo chain. Ngay sau đó họ chèn tiếp lá Rush Recklessly để tăng sức tấn công của Battle Ox thêm 700 trước khi hiệu ứng của Forbidden Lands được áp dụng, khiến cho Battle Ox chỉ mất 100 attack nhưng bù lại sẽ không bị tiêu diệt bởi Mirror Fox. Kế hoạch tinh vi là thế nhưng mình lại quá mạnh. Ngay lập tức mình kích hoạt Enemy Controller, bắt Battle Ox phải vào tư thế phòng thủ. Thế là đợt tấn công này của đối phương đã thất bại nên họ vào main phase 2. Họ kích hoạt lá bài phép Mountain, gọi núi, để tăng 200 công cho tất cả quái vật rồng. Có vẻ là họ không có quái vật rồng, không thì họ cũng cắm cái này ngay từ đầu rồi. Họ quyết định kết thúc lượt rồi, không có gì để úp luôn. Thế này thì phải đấm rồi. Bây giờ thì đến lượt mình rút bài. Ồ, thế là mình có đũa thần rồi. Bây giờ mình sẽ kích hoạt Brain Control, trả 800 điểm gốc
để mượn một quái của đối phương đến hết lượt. Nhưng mà các bạn biết rồi đấy, đồ của mình mà vào tay người khác thì coi như là chỉ còn cái nịt thôi. Và trong Master Duel thì nếu đối phương không có quái vật để cản đòn thì chúng ta có thể tấn công trực tiếp để trừ điểm gốc của họ luôn. Hiện tại thì mình đã có đủ hai vật tế để triệu hồi Dark Magician và mình sẽ gắn cho nó đũa thần để được thêm 500 công, rồi gõ một cú 3.000 điểm vào mặt đối phương. Xưa nay mình chưa đánh người mạnh bao giờ cả, toàn đánh người yếu thôi. Đánh kẻ không có gì chứ đánh mấy thằng Yasuo full đồ thì chết à. Thế này là đối phương cũng khá là ngắc ngoải rồi đấy. Nhưng mà mình cũng không làm được gì nữa nên là mình sẽ kết thúc lượt ở đây. Đến lượt của đối thủ rồi. Họ kích hoạt Trade In, vứt một quái vật 8 sao để rút hai lá. Họ kích hoạt Monster Reborn. Bây giờ họ được quyền triệu hồi đặc biệt một quái bất kỳ ở dưới mộ của cả hai người chơi. Không giống như triệu hồi thông thường thì bạn có thể triệu hồi đặc biệt bao nhiêu lần một lượt cũng được, và nó sẽ không tính vào cái lượt triệu hồi thông thường đâu. Thế là họ đã triệu hồi dùng chóng mắt xanh rồi. Ơ kìa, sao còn gắn cả Megamorph nữa? Cái này đánh kiểu gì? Bây giờ dùng chóng mắt xanh đã lên thành công 6.200 rồi. Ơ cái gì đấy? Nó mổ thêm quái nữa. Khó thế. Đối phương muốn đấm rồi. Thôi, anh bạn à, anh có thể hoãn một tuần rồi mới đấm tôi được không? Đấy, các bạn thấy không? Cuộc sống mà. Mình vỗ yêu người ta một cái có 3.000 điểm thôi, bị đấm lại một phát giờ còn có 3.600 điểm. Thôi rồi, để xem lượt mình có gì để chơi được không nào. Draw này. Pot of Desire à? Với cái thế trận như này thì chắc là mình chỉ có chính xác hai lá có thể giúp mình chiến thắng trận đấu này. Nháy. Ban 10 để rút hai. Đây rồi. Chính nó. Raigeki tiêu diệt toàn bộ quái của đối phương. Monster Reborn triệu hồi đặc biệt dùng trắng mắt xanh từ mộ của đối phương. Đấm 3.000 công. Chết chưa? Chết ngay. Nhưng mà cuộc đời thì không bao giờ như là mơ. Vừa rồi là sơ lược về cách chơi cơ bản của game bài Yu-Gi-Oh với thể thức chơi Master Duel. Mình biết rằng game vẫn còn nhiều yếu tố khác phức tạp hơn, nhưng theo mình thì để các bạn có thể tập chơi thì với những kiến thức vừa rồi sẽ là đủ để các bạn có thể bắt đầu hành trình của mình. Còn về các loại bài phức tạp hơn hay là cách xây dựng deck như thế nào thì mình sẽ giải đáp trong những video kế tiếp, nên mong là các bạn sẽ đón xem và tiếp tục ủng hộ. Mình là Minh Anh, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.